pháp lên tới mang tay. Ê, nhìn vậy là gây hiểu lầm nha. Nhưng mà bánh hồng Bình Định, đây là một cái món đặc sản của quê tôi. Nhớ là hồi xưa bà tôi kiểu hay đi mấy đám như là cưới này, có mấy cái bánh hồng này nè, sẽ mang về cho tôi. Ở lúc đó tôi khoái. Ở đây là tôi mua có hai màu, màu xanh lá với lại màu tím. Giờ mình lớn rồi, có nhiều cái món nó lạ hơn, nó ngon hơn, cái tự nhiên mình dần quên, lãng quên cái món bánh truyền thống tuổi thơ. Sớm quá. Ôi, mở cái này ra là dính đầy quần luôn, ngay mặt quần đen nữa chứ. Đã luôn. Thành phần là nếp ngự, dừa tươi và đường cát trắng. Và hỏi những người yêu nếp ơi, thưởng thức thôi. Tụi ai dọn? Hả? Xuân, sao mày bày vậy? Thế hồi mày dọn nha. Ai dọn cái nhà này? Nó dọn chứ. Nước bằng bánh hồng Bình Định cùng thức Xuân nha. Sao người ta phải đắp bột lên như vậy vậy? Để nó không bị dính á. Tại nó làm từ nếp. Mày biết mấy loại nếp này kia nó dính mà. Ừ, với lại khi mà mình dùng dao mình cắt từng miếng ra, nó không bị dính dao. Đoán thế. Tôi múc ba tôi mới cắn nguyên cái thì thôi. Chứ nếu mà người ăn ở nhà thì cắt nhỏ nhỏ ra ăn cho nó đỡ vương vãi. Bên trong rất là nhiều cái dừa sợi luôn. Ngon quá à. Ủa mày ăn bánh này bao giờ chưa? Chưa. Nó dẻo dẻo. Cái dừa của nó bên trong nó sật sật. Màu xanh này hình như làm từ lá dứa. Cái này phải uống với trà. Ê, cái màu tím đẹp ha. Làm từ lá cẩm hay nếp cẩm gì đó. Vậy thì cũng y chang bên kia thôi. Nhưng mà nó có hơi thơm thơm một chút cái mùi lá cẩm. Ê, tính ra là không quá ngọt. Hoặc là do tao khảo ngọt. Tôi nhớ trong đầu tôi là hồi xưa tôi ăn cái bánh nó không có nhiều dừa đến mức độ như vậy. Cái kết cấu của cái bánh thì nó mềm như kiểu mochi ấy. Ừ, vì tại vì nó là nếp mà. Nhưng mà cái này thì nó rắn hơn. Tại vì nó có rất là nhiều dừa bên trong nên nó rắn hơn. Tôi mua combo 2 bánh là có giá 119k nha mọi người ơi. Bánh hồng này đặc sản của đâu vậy? Mày dọn nghe nó. Ngon, 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 ngon. Không mình tôi ăn à, kệ đi, quán lo xa thôi mà. Một củ sốt, nó bự thiệt nha, hèn chi cho ba đôi đũa. Tưởng ba người ăn không gì nè. Wow. Nước miếng của em ạ. Nó tới đây rồi quý vị ơi. Cho mọi người coi nè. Chân gà. Uầy, chất rập à. Trứng non. Ê, mấy cái nhỏ nhỏ này là sụn gà nha. Là cái hộp này bao gồm vừa chân gà, vừa sụn gà mà vừa trứng gà non luôn. Được rồi, được rồi. Vào việc thôi. Thấm quá. Ê, nhiều phết. Cái này hai ba người ăn thiệt. Béo ngậy luôn. Nhưng mọi người nếu mà thích đậm đà hơn nữa thì có thể chấm. Ủa thổi gì ta, có nóng đâu. Ngon quá. Ngon, 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 ngon. Tôi tưởng sốt Thái thì nó phải cay lắm chứ. Không cay, thì nó sẽ thiếu đi cái sự gọi là bùng nổ vị giác. Cay thêm chút đi. Kiểu như tùy khẩu vị của mỗi người. Có thể có bạn thì ăn cái này thấy là nó vừa rồi, mà có người cảm thấy chưa, thêm đi. Thì chấm thêm hũ sốt này là ok. Sài Gòn dạo này mà buổi chiều tối á, hơi mưa mưa, đặt cái hộp này về vừa ăn vừa coi phim là số 1.